Chào cô chú anh chị bạn bạn. Sáng nay thì chúng ta lại tiếp tục đi ăn sáng ở Sài Gòn sau một thời gian vắng bóng về quê. Thì chúng ta bữa nay chủ nhật mùng 6 Tết. Thì hẻm bên kia, hẻm bên đây. Đầu hẻm bên kia. Đâu cũng được, ăn đây cũng được. Đây. Hủ tiếu ở 148 Bùi Viện. Hôm nay chủ nhật là phở bò. Và vô xem nha. Đây là đầu hẻm 148. Cô đi là cái gì? Cô đi mình thập cẩm. Ủa, em không thập cẩm mà. Không thập xíu không? Trời. Hủ tiếu xá xíu, hủ tiếu mì xá xíu mà. Nè, cô anh thập cẩm nè. Thôi, nâng đi, nâng đi. Nào cũng được. Rồi, sao không được, nè đó đi. Thôi. Nhìn hấp dẫn chưa? Này, mời mình dùng bữa sáng nha. Ở đây là hẻm đầu hẻm 148. Đây nó tấp mỡ rất là ngon. Tấp mỡ tinh thơm nha. Hả? Tấp mỡ ngon. Tinh thơm tấp mỡ à? Cô ơi, cho con xin thêm miếng tấp mỡ cô. Tấp mỡ không? Bữa sáng ngồi đây ăn mát hả? Mì khô chứ. Hủ tiếu mì khô. Mấy lần trước đưa đường đồng đi học. Đi vô đây nhưng mà chưa có dịp vô. Chưa có dịp ghé ăn thử. Nhờ chị Lệ hướng dẫn, chị Lệ chỉ chỗ. Nên mới biết chỗ này. Ở đây ngon, được, nóng, dễ ăn. Này cái nước lèo ngon. Ở nước lèo nha, nước lèo thì xương. Tấp mỡ nó giòn, giòn. Thật là giòn. Là chứ giòn lắm em, ăn bạn. Đâu biết không? Đi ngang hoài, đâu biết không? Đây, ở đây có mì vàng nè. Ủa, chị lại nó đây bán hủ tiếu chay nữa mà. Đây chay đang bánh chay. Dạ. Đây là lớn em. Mà món mì xương chị. Cô bà chị. Bà tổ trưởng rồi. Đây là chị Thình phải không? Thình. À. Thân à đúng rồi, thân là con khỉ à, thân à. Chị Thân nè, hủ tiếu chị Thân. Không, Hàn Quốc đâu mà ăn sao mà không biết nó là cái món gì. Ăn rồi mình mới hỏi. Ở đây rất là đông. Ăn nhìn ra đường mát mẻ. Ở phố Tây buổi sáng là nhiều món ăn sáng lắm. Đợi tao. Quên là quên. Dạ. Quên cháu à. Qua là ăn cái gì? Đi xá xíu. Mày à. Không, ở đây buổi sáng nó khác một trời một vực với buổi tối luôn. Buổi tối ồn ào náo nhiệt đây thì buổi sáng nó quay. Không chịu nổi luôn. Em dậy mới là ăn nè. Em kia nè. Em kia nè không ăn sao nói. Chưa hết gần nè. Chưa nóng. Đúng rồi, nó thật ra.
Còn rất là nhiều cái video mà hôm bữa đi về quê, nhưng mà chắc em xin tạm dừng cái video những cái tết quê ở clip bánh canh vịt này, để tiếp tục cập nhật những hình ảnh Sài Gòn cho các anh chị các bạn ở xa xem. Vì còn những rất nhiều những cái con hẻm mà anh chị đã comment mà em chưa thực hiện. Thôi từ 8 giờ ăn này là ngon. Anh ăn hủ tiếu bên mì anh thấy. Dạ hủ tiếu. Để chan nước mỡ lên nha. Ủa tôi ăn hủ tiếu hết thôi. Còn đó hả? Có ăn gì? Một tô. Đây lát cho tôi ăn hủ tiếu hôm nay hả? Có thể mà Động Dung. Ở đây buổi tối là cái quán bia. Ở đây toàn là quán bia không thôi. Chính thì chính nha. Cũng chính. Ngon nhất là này nè, nghe tỉ giống xương ống. Tối mà đi nghe hơi muộn lỗ tai cũng bệnh. Dạ mầm quá. Bác ở đây hay không? Bác tuần hẻm này. À. Giờ ở đây chịu ngõ rồi đó, còn đỡ chứ giờ ồn. Đại đa số người lớn tuổi ta cho thuê nhà đi vô khác ở trên. Ở trong hẻm mà chịu không nổi. Sáng rồi yên tĩnh. À. Nó mới ngủ mà. Nó ngủ thì sớm tối nó giật. Có mày phải không? Bữa khác buổi sáng với buổi tối là một trận giật luôn. Buổi sáng là bình thường thôi. Hồi đó mà đây Tây nhiều chứ giờ Việt Nam mà đây nhiều hơn Tây. Dạ đúng rồi. Chỗ này chỗ cái điểm đến giống như là đặc trưng đó, khi tới Sài Gòn. Giờ tới Sài Gòn một đưa đi chợ Bến Thành là chỉ đi ra tới chợ Sài Gòn. À, ở nhà thấy má nấu cục xương ống này nè. Khó hả? Tôi mà đâu phải lúc nào cũng có không? Chợ sớm thì sớm có. Không phải sao Đạt, anh thấy cô đó bán quá trời luôn. Anh không chút xíu nữa ra đi vào một vòng chợ chợ Thái Bình. Ủa chợ Hòa Bình. Hòa Bình. Rồi mình nghêu về thăm đi. Nghêu à? Ừ, hấp xả đi. Đầu năm ăn học phải không ta? Đầu năm ốc. Ăn liên quan gì? Nghêu về chiều về hấp xả.
cái sườn ha. Dao chả không? Cái sườn ống ha. Qua 30 nghe là người ta hoạt động bình thường rồi. Đâu như hồi xưa nữa đâu. Tát nước lèo. Hy vọng đây là cái địa điểm mà bổ sung thêm cho cái tour guide của cô chú anh chị khi đến với Sài Gòn ha. Điểm ăn sáng thú vị. Ngon nữa. Hoặc là mấy bạn trẻ đi chơi đây xong cái giờ tới sáng giá giường sáng rồi. Giờ sáng giá giường sáng rồi. Đến quán cơm tắm 3 giờ sáng. Ở đâu bán? Hẻm Trần Đạo, 835 Trần Đạo. 3 giờ sáng bán tới 7 giờ. Sài Gòn lúc nào cũng có quán ăn hết. Giờ nào cũng có bán. Rồi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe.